không quay. Của kính thưa quý vị, trong thơ ca Việt Nam thì có câu nói rất hay rằng quê hương là gì, không phải ngóng về quê hương là gì vậy hả cha, mà mỗi lần đi xa lòng nhớ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với ca khúc Quê Mẹ, với tình cảm, với tiếng hát của ca sĩ Đàm Cảnh đến từ chi cục thuế Phúc Thọ. Xin mời. Thank you.
mênh mang chân trời ta đứng châu.